Hai km cuối lấy lại tinh thần. Mọi người đều đã về quân khu, thắng lợi ở ngay phía trước. Hu 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 cuối cùng cũng về. Mau, mau lên tôi muốn về ký túc xá. Hôm qua 15 km, hôm nay 15 km, tôi thăng thiên rồi. Trên đường cô đã nhìn tôi hơn 10 lần. Bây giờ tôi thật sự không sao mà. Thật sao? Ừm, thật. Được thôi lần này sói con không chỉ không lao đến phía trước đội như trước. Cả đoạn đường cứ đi cùng mình ở phía sau, còn quan tâm mình như vậy. Xem ra chiến thuật nước ấm luộc ếch xanh của mình đã có hiệu quả. Trong tim cô ấy có mình. Cố bác hoài. Tình cảm anh dành cho tôi tôi biết. Nhưng tôi thật sự không thể nhận. Cô ấy đang từ chối mình sao? nhưng rõ ràng mình không yêu cầu gì cả anh không thể coi tôi như mẹ anh được hả tuy tôi biết oedipus complex sẽ xuất hiện trong một số tình huống nhất định nhưng anh nên rõ đây có phải là bình thường không là bất thường đấy mà tôi không nhận con nuôi đưa ra vô cùng đau đớn ngớ người ra trên người tôi cũng không có ánh sáng tràn ngập tình thương của mẹ ánh mắt anh ấy nhìn mình tối qua thật sự là cô ấy đang nói cái quỷ gì vậy? ánh mắt của mình giống mẹ lúc nào? bộ não của sói con đã phát triển thế nào vậy? sao lại hiểu lầm thành vô lý như vậy? thở dài, vò đầu, nhưng thực ra cũng có sự khác biệt đấy. cụ thể tôi không rõ. dù sao tôi có chút động lòng. hóa ra nỗ lực của mình còn có hiệu quả. mình phải cố gắng hơn. tại sao? tại sao hai người họ từ tối qua đến giờ cứ như người rảnh rỗi vậy hoàn toàn không có bất kỳ ý muốn nào truy cứu mình chắc chắn là đang coi thường mình đợi đấy cho tôi tôi nhất định phải khiến cho các người nếm thử sự sỉ nhục mà tôi đã phải chịu khu nhà ở cho dân cư gia đình huấn luyện biểu hiện không tệ hy vọng mọi người lại cố gắng hơn giải tán mọi người đều vất vả rồi hôm nay nghỉ ngơi một lát mọi người có thời gian biểu khác xin hãy chú ý đến việc sắp xếp lịch trình của mình nhắc nhở ký chủ có nhiệm vụ chưa hoàn thành có nhiệm vụ chưa hoàn thành nhiệm vụ chưa hoàn thành sáng tác nội dung nhiệm vụ trong hoạt động nội dung ca sĩ sắp tới ký chủ cô có một chương trình quan trọng cần phải quay hãy sáng tác một bài hát để tham gia tiết mục ca sĩ phần thưởng nhiệm vụ công bố theo bản xuất hiện ca sĩ nhiệm vụ thất bại học lại ký chủ nhiệm vụ thất bại là học lại đó mấy ngày trước tranh tuyết cũng nhắc nhở mình tôi giờ chỉ nghĩ đến việc đào tạo và nhập ngũ mình không muốn học lại cút đám đông tản đi cậu cố sao vậy đổi nam thứ hai. Làm Thiên Hữu đến diễn, tuy so với người khác cậu ta ít kinh nghiệm hơn, nhưng tiềm lực rất lớn, thái độ cũng rất tốt. Vả lại cũng là nghệ sĩ dưới trướng giải trí Nam Bắc. Sao lại đột nhiên yêu cầu đổi người? Đàm Thâm là người được rất nhiều đạo diễn cực lực giới thiệu, hợp đồng cũng đã ký, tập huấn cũng sắp kết thúc. Đàm Thâm Phẩm chất không được, nguyên nhân cụ thể đổi đàm thâm, tôi sẽ mau chóng gửi cho ông. Tôi biết rồi. Với thân phận của cố bác hoài này thì không cần phải làm khó ai đó. Vậy nên đàm thâm thật sự có vấn đề lớn. Chuyện này đã xử lý xong. Bây giờ mình phải mau quay về. Đề khoảnh khắc sói con giống như một vị thần giáng thế tối qua. Lập tức vẽ ra.